Sau khi hai ngày Trinh đã rời xa căn nhà này và hôm nay quay trở về thì Trinh Khờ do có bầu là thèm nên đi làm hai con cá sặc bổi về. Lợi thì chỗ Tài nấu nướng lôi cái bếp thần thánh của mình ra, cái bếp tự chế đó nha, mà sau khi là cái bếp ga đã ra đi không bao giờ quay trở lại, để nướng con cá sặc bổi cho Trinh Khờ ăn và làm thêm cái món nữa đó là thịt heo nấu canh chua. Và câu chuyện này như thế nào thì Vinh mời cả nhà mình cùng bấm vào xem video nha. Trời đất ơi, ngon rồi nha. Hai khô này nhiêu Trinh? 50 ngàn hả? Ôi, hai con cá sặc bổi luôn ha. Quá ngon. Trời ơi, bữa nay cô bầu thèm kìa. Cô có lóc quậy ngán rồi. Ăn cái lóc quậy cái ngán là gì Trinh? Ngán rồi. Mày ngán không? Ăn khô cá lóc nhà á. Ăn khô cá. Ở nhà cũng có cá lóc nữa hả? Khô cá lóc cái đầu chờ chờ mày ngán hả? Trời đất ơi. Ngán rồi, bắt đầu nó qua. Cái này là định làm gì đây? Chín. Chiên. Chiên hả? Trời, có củi kè, ta nướng đi cho nó thơm. Nướng á. Ta nói là nhất nướng gì chiên. Cái gì? Tam xào tứ lộ. Người ta nướng là thơm nhất. Thơm ngon nhất. Đúng ăn trời rồi. Đúng rồi, lấy thịt heo nấu con chua nó ngon. Thấy bọn tính nấu con chua là lần hớn trên trời em làm thịt heo nấu con chua, nấu con chua làm quán bộ mà thử rồi. Lại nghe món lạ lạ không ha, nay thèm hả, cho thèm khô hả, thèm khô có thịt kè mà có không, bây giờ ăn thịt heo nấu con chua không, thì ăn thịt heo nấu con chua không, gà lại làm gà thôi là mấy ngon lành cành đào dưới trời, thịt heo nấu con chua ngon lắm. Anh đi Út ăn đi. Ai Út Thận? Ừ, nhỏ nó bữa nay nó kêu Thận cũng chiều cảm quá ha. Út Thận kêu vậy đi cho nó vui nhà vui cửa. Rồi qua đây coi lại chỗ Tài. Lại chỗ Tài nhúm. Cái thằng nhúm nè. Nhúm củi nè, nhúm củi nè. Nhúm củi nè. Sắp đồ ha. Đó, thấy chưa? Còn than gì đó. Đó. Cái này là chuyến gì cho mày ngày xưa vậy thấy không? Quay lại cái đồng quê nè. Kiểu mà nhà xưa đó ha. Chưa. Người ta càng ngày càng tiến lên, lại lại càng ngày quay lại vị trí cũ. Đó, một túp liệu chanh hai quả tim vàng hả? Không, này muốn thử túp. Sao gia đình hạnh phúc rồi đâu phải lại. Không, cái này mà đúng theo cái câu đó là một túp liệu chanh hai quả tim vàng là lại phải nhanh chóng là mình coi mình tiễn là Phong với Ton này luôn nè cho nó hợp. Mình lập mũ lên. Nó còn cái chòi. Mình lập mũ lên. Đó. Thôi cái đó mua tạc cái lắm. Được tạc ha. Để về chính thích. Đó, bạn có để miếng dầu lửa không? Có, nó mất cháy. Ừ. Đâu có lên nè. Đó, bà vua ở trong kìa. Bà chủ à, bà lớn kia rồi đó, bà lớn kia rồi đó. Đó. Để cho đứa con gái rồi đặt tên quả. Quả. Tên quả. Cái gì quả? Quả quá, bà cái gì bán đó, loại quả đặt tên là quả. À, gì hả? Là bà ung thì quả hả? Phan thị quả. Có. Phan quốc quả. Quốc quả. Còn mấy phan cứu quả. Hai đứa này. Hai đứa này quá quả, từ phan quá quả. Phan cứu quả. Có không chơi nhiều chuyện không? Rồi đứng chống nạnh luôn. Chị. Đứng chống nạnh luôn. Còn không nữa là ta đặt là cô ung thì bán. Là đụng gì cũng bán. À, hai chậu sáng được miếng thịt. Để cho bà con xem. À, miếng này bao nhiêu lại? Miếng này chắc 2.000 đến 500 đồng. Lại này lâu lâu gặp lại nó còn vẫn chết như xưa ha. Mà nó bớt 500 đó, không có 500 lẻ thôi. Vậy anh có để thêm 2.000. Mình xài bếp ga mình bật bật lên chứ là nó đã là nấu nướng đồ nó mau rồi. Hẹn nhau đi ra nó thật là cái một không. Út cơm để đi chơi nhẹp chẹn bài. Anh đâu cần nhấm mình thổi đâu. Cái này đưa nhẹ vô cái là nó cháy rồi. Rồi. Vậy đó ha. Làm cái cảnh này nó giống tình cảm nó ấm cúng ha. Ấm cúng. Quay qua kia ngồi quay mặt đây coi. Nó có phần lên gì nào. Ra góc ngoài kia ngồi đi Thận. À lại. Ra góc ngoài kia ngồi đi. Ra chết ngoài ngồi ấy. Ừ. Bay bên kia. Sẵn đó mày khơ. Sẵn mày nhúm lên đó cái đầu mày bước qua bước lại đi.
Còn mấy mình ra đây nè. Ra góc ngoài kia ngồi á. Đẩy đẩy cái thùng nước qua ngồi dưới ngoài đi. Trời lúc con mẹ ơi, nhớ bụng mày á nha. Ngồi hoài bà ơi. Chị thằng muốn đi khám thằng trai. Ủa thằng gái. Nhà làm cũng vậy nữa hả? Khám thằng gái luôn, chắc chắn luôn, bác sĩ nói luôn. Trời trời. Rồi tự nhiên cái khoảng đầu một tháng sau là phát sinh thằng con trai rồi. Ngậu ha. Thì quay làm bộ nước không cho con kia cho bác tiêu. Ủa lại nói ngày hôm qua mày đi xuống tóc luôn mà sao giờ vẫn còn nguyên à? Đang suy nghĩ rồi để dò tình hình như thế nào thôi chứ từ từ. Ai ngờ anh Trinh về hả? Về thì coi sao, thỉnh thế nào, mình coi ở đâu. Cốc đáng cái cốc ở đâu gì nọ gì mình sắp xếp phải ngủ bụi gì mình biết. Chồng mình xuống tóc là hiểu rồi đó. Còn lại nó chơi chiêu không ơi, mới đặng Trinh đi hụ nó xuống tóc cân Trinh bay về. Ồ vậy đó. Lại nó hay chứ. Bữa nay làm món gì đã anh Trinh? Nướng. Thịt heo nướng. Thịt nướng hả? Với bỏ chiên cho nó. Còn ăn ngồi bén không á? Ăn cho chăm sóc con mẹ lắng con con. Rồi chính anh... Tốt. Cháy rồi đó. Để heo đi để. Cái nồi này nồi gì? Mày cơm. Nấu cơm hả? Ừ. Nấu cơm cái nồi canh mình nấu cơm, còn cái nồi cơm mình nấu canh. Cái gì? Ủa sao cơm bữa nay mày nấu cái này rồi cái nồi cơm điện đâu? Cơm điện. Tiện luôn hả? Rồi. Rồi. Có nằm chổng kìa. Rồi cái nồi mất tiêu cái nồi nấu. Rồi sao không lấy cái nồi cơm điện để nấu? Cái này nồi cơm điện nè. Nó hư rồi. Vậy đó hả? Ủa, cái này là cái vỏ nồi cơm điện đó hả? Cái vỏ đó nè, còn cái vụ bán rồi, nó hư rồi. Nó làm cho cái vỏ nó bán cái ruột. Chứ người mình bán hết nè, nữa đặt tên là thánh bán đồ trong nhà. Công nhận ha, cái nồi canh này nấu cơm mà cái nồi cơm nấu canh ha. Sao ngộ lại? Do giống như Trinh nó có bầu mà nó phát sinh con gái. Lúc đó đi khám thì con gái mà khi sinh thì sinh trai ha. Bác sĩ cũng nói là con trai con gái. Đúng là, cái này kia gọi là bếp ga đồng quê. Thì sao mà tự nhiên cái thằng con trai à, bếp gà đó. Nấu nồi cơm đó hả? Nấu cơm. Nấu cơm vậy đó ha. Trời đất ơi. Trời ơi trời, có 102 thì trời. Trời ơi, vậy mới là gọi là lợi chứ. Không vậy đâu phải là lợi đâu. Vậy nó mới gọi là túp liều chanh hai quả tim vàng. Có chắc không đủ bình thường cái gì hết, xin nói vậy. Thiếu nước hay gì? Có là thiếu xăng đủ. Thiếu xăng chẳng được. À. Nhiều đó đủ hai anh em với vợ ăn không? Còn thêm nước ở đây. Thêm mấy nước ở đây thì nước cũng khô á. Gạo này nó nhão lắm. Nhão hả? Nhão. Để miếng nước là vừa. Ừ. Còn nó còn nấu gầu, thử rồi. Thử rồi ha. Trời ơi trời. Tùy theo gạo. Tại vì anh nấu với anh biết luôn. Gạo gạo dẻo nè, gạo để nước ít nè, để nước nhiều đủ, biết chưa? Ừ. Để được hơn. Công nhận luôn. Loại nội trợ mà, loại biết hết trơn à. Nấu được hơn thì em nấu được không? Khi bên nhảo bên sóc đâu tại vì từ xưa tới giờ khi mà quay rằng lại nấu nướng rồi chứ Trinh đâu có nấu, còn nhằn theo gạo đó nó bên sóc bên chín ngồi vậy đó và bên sóc bên nhảo. Kỹ thuật lại giờ nó cao lắm, đặc biệt cái lại làm đồ ăn rất là ngon. Đâu biết ăn chưa mà. Hả? Ăn chưa biết không, nhìn làm thấy ngon rồi. Đâu có ăn rồi em thì đâu biết được thôi. Không mấy giờ nữa ta đi xin làm phụ bếp đi, đầu bếp luôn chứ phụ bếp gì đi. Đậu bếp bình thường mà chưa có việc để vô đó. Công nhận luôn, nào giờ mới thấy luôn trời. Quay ở chỗ khác người ta gọi là người ta lên đời luôn á. Còn ở chỗ này là này lên cho xuống cậy man good luôn. Nó tụt từ từ. Nó tụt mà mắt phanh luôn. Chưa góc ngoài là trời. Tôi nghi qua mốt chắp tới cái La Phong quá. La Phong là. Ai nào bán La Phong cho tôi nghe. Biết có phải không, nó bán không hay là xuống nó chẻ ra nó nhúm luôn á chứ. Không, dễ gì, La Phong là bán. Tại vì cái này đâu có đâu khó đâu, dở ra cái mỏ. Dở ra cái mỏ bán miếng 2.000 cũng được. Nói chứ có gì cũng có cái giá nó, mấy là mình tìm mình bán thiệt nhưng mà nó không nói giờ nó nói vậy đó, không tiền là bán luôn. Mấy cái đồ trong nhà nè, tìm mình bán thiệt chứ mà cái đồ biết ơn thì để mình vẫn còn đó. À vậy vẫn giữ trong lòng ha. Hay cái nào biết ơn đâu. Nhưng mà mình biết ơn là mình để trong lòng cái gì? Sau này có hứa cái này mới sau này thôi mình chứ. Mình bán đi nhưng tiền để trong túi là được phải không? Lòng biết ơn để trong túi. Không
phải. Cái lòng biết ơn nó để trong túi. Không, tức là nó cái lòng thôi, miễn sao mà đồ đạt nó bán hết nhưng mà nó để cái ta, nó trân trọng cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân ở trong trong người đó. À. Trong tấm lòng á. Là trong phải không lại? Cụ thể là trong túi đó, đúng không? Dạ. Bán cái gì, thấy vậy cái gì à, trời ơi. Này nó không đi làm bán là khó đâu. Ừ. Mình đâu suy nghĩ tới chuyện đó đâu. Tại công việc nó không ổn định thôi. Tiền cho nên bán. Nó cười ra. Cười rồi nhét củi vô. Khó rồi kìa. Có để thì chính tay giờ. Tôi đàn lỡ là thánh thánh bán. Thánh bán đồ. Thánh bán đồ. Rồi tới mới thịt tính làm gì nè? Tính sắt cho nè. Làm gì? Kho hay gì? Chiên luôn. Kho hay chiên? Giờ không có dầu ăn chứ nướng. Trời ơi, không có dầu ăn luôn rồi kìa. Bữa nay ngồi quán ăn uống hai cà nước với... Đó, chút xíu nè, muốn có dầu ăn dễ lắm, ta lấy cái chảo đó, trong miếng thịt đó nó có miếng mỡ đó. Thắng ra. Ta thắng ra. Mỡ ra. Thấy đợi gì? Xoay đây. Rồi kìa. Đâu có bếp ga, đổi bếp ga mới rồi. Bếp ga mới. Mới mà. Bếp ga này là đời mới là khác, bếp ga đời cũ. Bếp ga 2024. Cái bếp ga kia hồi bữa là nó trà này kia là bóng lưỡng là nó tiễn đi rồi. Có giá. Trời ơi. Củi cũng kiếm dễ ha lại. Khó nó dễ thôi. Ủa thấy cái miếng vuông vuông đây giống miếng dán nhà chứ hả? Không. Đó, cái miếng dán nhà gõ gàng luôn đó. Thì miếng dán đó. Ông lấy miếng dán đó ra coi. Cái này phải không? Cái miếng đó dán nhà chắc luôn á. Rồi mày gỡ khúc nào à? Này lại. Gỡ khúc nào ạ? Tháo nhà ra, bà Tư bà lấy ngoài bây giờ mình đi gom lợn. Rồi bà gom sẵn, bà chẻ sẵn ngoài chờ rồi cũ á. Lên mình lấy lợn. Xong đó đống lửa vô đây. Để thêm. Đây vô thêm. Cái này nhỏ nhỏ. Bữa nào mà thấy cái cây ba phân vuông là đủ hiểu luôn. Trời ơi. Ơi. Hay quá. Nó tìm đủ mọi cách để mà nó làm ra cái bếp ga ha. Cỡ nào cũng hay dân trời. Điện làm thành bếp củi luôn. Hay quá. Có sự cải tiến. Vô dầm gác này lên. Nó mới điện. Lửa nó mới hiu điều điện. Cái phòng mà nó còn làm được cái cửa nữa mà. Cái cánh cửa làm cắt bằng tay đó, làm bằng tay đó, phòng tay chứ không có được gì. Ồ, vậy ha. Ai thấy cái cửa ngay chỗ cái buồng mà nó hay rớt qua mấy đem ra nhúm bạ luôn đi. Có, tại vì mình chưa có làm chắc chắn, làm tạm thôi. Quá hay lại ơi. Đó, sao giờ bình thường, mày bây giờ cục giấy cho mà. Để coi nhà lại còn chỗ nào cây mục mục là giờ bữa nữa chắc nó nhúm luôn. Lúc đó ai cho cái bếp ga ta nhớ không lại? Mạnh Thường Quân tên gì không? Nhớ. Tên gì? Bình Úc. Úc hả? Của bên kia ha. Trời đất ơi. Anh. Nhìn nó gì vậy? Nhưng mà mình cũng biết lòng của Mạnh Quân đó. Vậy thôi mình gửi lời với quý Mạnh Thường Quân đi, nói thôi giờ Mạnh Thường Quân cho con này con cái khác đi, tôi xin cái khác đi. Mạnh Thường Quân cho con giờ thôi để tấm lòng ở trong lòng được rồi, nhớ ơn được rồi. Cái từ nữa nhiều phước được nhiều còn ít được phước được ít. Sau này mới hiệu quả thôi, bây giờ chưa có tác quả, bây giờ chưa có tác dụng. Nói chung mình tạm thời bán ha, phước nào tới tính ha. Mà này phước biết nào. Vậy là lúc đó là anh Kiên nhảy đi mua cái bếp ga hả? Trời đã ha. Kia mà Mạnh Thường Quân kia hay chưa? Không, chắc không hay đâu. Không biết. Mạnh Thường Quân biết chưa? Quay này xong mới hay. Thì mình cũng... Bây giờ chưa bao giờ quay bếp ga hả? Bán gì cũng... Bếp ga đâu quay? Bán rồi hả? Bán mất tiêu rồi. Mà có quay chưa? Lúc trước có quay bếp ga mà bây giờ nó mất tiêu nè. Còn cái này nè, còn cái bếp bàn nè. Mà. Còn cái bàn đó. Trời, lúc trước các bạn inox luôn mà nó còn tiễn nữa mà. Nằm lên. Lên thì mình đi bán. Không biết sao không? Theo lại là nó nghĩ là giống như là nhà nó hơi chặt. Nếu mà để đồ nhiều quá thôi để nó tiện bớt. Không nó trống đi tới luôn vậy. Bé Trương này kia cũng cần biết đi rồi. Đi để nó bá hay sao? Bởi phải tiện đi hết mà được chỗ trống trải dễ đi. Dạ bữa nữa mà nó chơi ở nhà này nực là nó gỡ miếng này nó bán luôn nè. Không biết cái này bán được không ta? Được. Cái cửa để được. Không, cái này nè, cái này. Ừ, cái miếng này lột lên là bán thôi. Cái này bán được. Ký 7,000. Ừ, bán ngủ. Ký cũng được mấy ngàn đó. Nghĩ rồi phải không? Bán đầu có gì đầu bán nữa. Ủa cái này hồi đó mua nhiêu à? Miếng dưới nè. Lót hết nhà này nhiêu à? 700 mấy. 700 mấy hả? Bán bây giờ nhẹ cũng được 100 ngàn.
tới đâu. Ba cái ai mua đâu? Đâu mua đâu. Ai mua ba cái này đâu. Sao không mua trời? Trời ơi, biết không mua nó không bán phải mua. Bậy tào lao, tại nó không kêu bán á, như cái tủ hồi bữa cái tủ thờ nó vừa mới kêu bán mà kia có người hỏi mua liền cái gì? Hồi bữa nó kêu bán đó. Mua lại rồi rẻ. Cái tủ thờ đó là có người tâm linh không có gia chạm vô. Hồi bữa hai đứa nó bàn cái tủ thờ một phát một có người hỏi mua liền luôn đó. Rồi đó là thờ cha nó nghe lời. Trời thì nó nóng nó nói gì thôi chứ đâu có dám bán tủ thờ đâu. Bán không được. Thường nó cũng nói vậy đó, thôi nội tủ đó mấy người vô chung linh rồi ngủ ra. Ai ngủ vợ nói hả? Dạ, rồi trên nói á. Ừ. Rồi chung linh đồ thúc mà người của quyền trên. Mặt đó hả? Phải, người của quyền trên. Rồi nên không dám bán đâu, thì nói gì thì nóng nói gì thôi chứ đợi xin bán đó. Đây, nó gì cái gì nó cho đúng ngang, nó chặt chặt lên nó tới nóc nhà rồi đó. Cẩn thận ngang. Dạ, hàng lợi mà nó tiễn cái luôn cái tủ thờ thôi tôi lại luôn lại không có người đó là cũng như là ê cái xài của ai hả xài của ta coi á của nó mấy năm trước mình trái dữ lắm sao bây giờ cả năm nay không có trái à mày bán hoài lấy gì có trái nổi phải không có bán mà bây giờ sao không có trái không biết. Mày hiểu cái gọi là cái cây nó có trái gọi là gì không? Là phải có sự thành công nó mới có trái được, đúng không? Lần cái nhà là nó có hai trái, tùy mà có hai trái. Thôi kìa. Thường là cái trăm trái, trăm mấy. Bây giờ sao mà có hai trái rồi? Không được, hạ xuống đống củi để dành nhóm. Có lẽ thì má. Tính ra bây giờ mình bán cỡ bao nhiêu món đồ lại? À, đồ tính nha. Muốn sạch rồi còn đồ đó. Mua nhiều quá không nhớ hay sao? Nhiều quá, nhớ mà không. Cái này là được tôn lên là thánh bán đồ. Chùm bán đồ. Hai chỗ gì bán cái đấy. Lại bán. Để nữa đặt biệt danh là mình vẫn lại bán cái tấm lòng của người ta ở trong lòng mình ha. Đó mà mình không có không quên ơn. Đi chơi không chơi ngoài. Như bán không có quên ơn ha. Nhắn nhớ ơn tại giúp lại mình. Nó nhắn mạnh á là nó bán không phải là để dành nó đi chơi bời. Nó bán để nó ăn thôi. Ăn uống thôi. Ăn uống này kia thôi. Đâu. Thì đó nó cũng có cái lý do nó chân á. Con là khổ ha. Lỗi khổ cũng lại dữ lắm á. Bây giờ sẵn này nói khán giả đi Ti không bán gì chứ trong lòng con nhớ ơn Mạnh Thường Quân. Cho Mạnh Quân ta nghe rồi ta biết. Ta thông cảm, ta muốn ta cho nữa. Thôi hả? Nói thì dụ vậy mình cũng phải nói một câu cho Mạnh Quân à, nhằm khi nói lên cái người ta có quả lên quá ta chạy đi uống nước. Thôi chào lại nha, bye bye.